Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Quảng Ninh tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Người dân hoang mang trước nạn kẻ xấu chặt phá cây cao su. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí náo nức phấn khởi của lễ khai giảng năm học mới 2015-2016, sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui ngày tựu trường với tập thể giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Ninh Châu và trường Trung học cơ sở Võ Ninh, huyện Quảng Ninh. Thời gian qua, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Ninh Châu đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ dạy tốt và học tốt, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Trường lớp học được đầu tư xây dựng khang trang, xanh sạch đẹp, cơ sở vật chất từng bước được hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Chất lượng đào tạo hai mặt không ngừng được nâng lên, có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và nhiều giải thưởng khác. Năm học 2014-2015, trên 98% học sinh nhà trường đạt hành kiểm khá tốt, gần 80% học sinh đạt học lực khá và giỏi. Nhiều năm gần đây, Trung học phổ thông Ninh Châu luôn là một trong bốn trường có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao trong toàn tỉnh. Việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo từ thiện được thầy và trò trường Trung học phổ thông Ninh Châu hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt. Công tác giáo dục đạo đức lối sống được chú trọng, kỷ cương nề nếp trường học có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường ngày càng được nâng cao hơn về chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều sáng kiến ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ phục vụ dạy và học, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Ngọc Bính ghi nhận biểu dương những thành tích, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của trường Trung học phổ thông Ninh Châu và mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác dạy và học để trường Trung học phổ thông Ninh Châu xứng đáng là một trong những địa chỉ tin cậy về chất lượng học tập rèn luyện của học sinh và là niềm tự hào của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn sự nghiệp trong người, năm học 2015-2016, tôi đề nghị tập thể sư phạm trường Trung học phổ thông Ninh Châu tập trung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp nhuần nhuyễn nguyên lý giáo dục, học đi đối với hành, giữa dạy chữ, dạy nghề với dạy người, giữa nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội, và đặc biệt là luôn có ý thức phát huy tính chủ động, tính tích cực, tính sáng tạo và năng lực của mỗi học sinh. Để từ mái trường này, khi các em tốt nghiệp ra trường, các em có thể ứng dụng những kiến thức, những tri thức đã tích lũy được vào cuộc sống để giải quyết những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đặt ra. Tôi đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ với cơ cấu, có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm giỏi, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vừa hồng vừa chuyên, đoàn kết, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và được học sinh kính trọng, nhân dân tin yêu. Đối với các em học sinh, tôi đề nghị phải đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, kính thầy, yêu bạn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, tích cực khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập để đạt thành tích cao, nêu cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và nghiêm túc chấp hành nội quy quy chế của nhà trường và pháp luật của nhà nước, nhất là luật an toàn giao thông, tuyệt đối không xa vào các tệ nạn xã hội, các trò chơi điện tử vô bổ. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm chung sức chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng trường học trên địa bàn nói chung, trường Trung học phổ thông Ninh Châu nói riêng thật sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quê hương Quảng Bình chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh. Năm học mới là đến, một lần nữa
Tôi mong các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh trường Trung học phổ thông Minh Châu phát huy truyền thống thông minh, hiếu học của quê hương Quảng Ninh anh hùng, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới. Chúc thầy và trò cùng toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến chúc mừng tập thể sư phạm trường Trung học cơ sở Võ Ninh nhân ngày lễ khai trương. Là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo huyện Quảng Ninh, đến nay trường Trung học cơ sở Võ Ninh vẫn tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc và là trường đạt chuẩn quốc gia bậc học trung học cơ sở. Chia vui với tập thể nhà trường, đồng chí Lê Ngọc Bình đề nghị trường Trung học cơ sở Võ Ninh phấn đấu hơn nữa, phát huy năng lực sáng tạo trong công tác dạy và học, huy động mọi nguồn lực nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong và thăm tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn. Là ngôi trường có bề dày truyền thống, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong là một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực thế hệ trẻ có chất lượng của thị xã Ba Đồn. Năm học mới 2015-2016, cùng với niềm vui chung của ngày tổ trường, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong còn vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, đơn vị thi đua xuất sắc khối Trung học phổ thông toàn tỉnh và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Triển khai có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong năm học qua, chất lượng dạy và học của nhà trường đã ngày một được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt cao. Đó là những thành tích đáng ghi nhận của thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, đồng thời là tiền đề để tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2015-2016. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong trong năm học vừa qua, đồng thời thể hiện sự kỳ vọng của Đảng và chính quyền đối với tập thể cán bộ giáo viên, học sinh khi bước vào năm học mới. Mong các thầy cô cố gắng vượt qua những khó khăn bồn bề trong cuộc sống để tất cả vì học sinh thân yêu luôn cải tiến phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, luôn nêu cao là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để cho các em học sinh noi theo, đồng thời tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thân thiện, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của nhân dân 10 xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn, xứng đáng với ngôi trường có bề dày truyền thống trong suốt 50 năm vừa qua. Các em học sinh yêu quý, tôi luôn tin tưởng các em, luôn hy vọng các em biết vượt khó vươn lên, chăm chỉ học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những con ngoan trò giỏi, những công dân tốt, đóng góp xứng đáng cho quê hương đất nước mai sau. Dịp này, đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng đã đến thăm và chúc mừng trường tiểu học Quảng Tiên nhân ngày khai giảng năm học mới. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao cố gắng của tập thể giáo viên nhà trường đối với việc triển khai thực hiện công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, giáo dục tiểu học đóng vai trò quan trọng đối với việc hình thành tri thức ban đầu cho học sinh. Vì vậy, nhà trường cần chủ trọng công tác dạy và học, đồng thời chính quyền địa phương cũng cần quan tâm và phối hợp với nhà trường để chủ trọng đến công tác giáo dục, tạo điều kiện để trường tiểu học Quảng Tiên giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tại huyện Quảng Trạch, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Quang Trung, xã Quảng Phú và thăm chúc mừng tập thể sư phạm trường tiểu học số 1 xã Quảng Hưng. Chia vui với thầy và trò trường Trung học phổ thông Quang Trung nhân dịp năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương chúc mừng những kết quả mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua và mong muốn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cả chương trình kế hoạch của ngành đề ra, chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giáo dục hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua từ học từ sáng tạo. Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương cũng đã đến thăm trường tiểu học số 1 Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn của nhà trường và mong muốn nhà trường cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động chăm lo giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, làm tổ công tác tuyên truyền vận động phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện tốt thông tư 30 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Đồng chí cũng đề nghị các cấp các ngành, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 tại trường Trung học phổ thông Lê Trực và thăm trường mầm non Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trường Trung học phổ thông Lê Trực có 30 lớp với hơn 1.100 học sinh. 100% giáo viên nhà trường đã đạt chuẩn. Năm học 2014-2015, trường Trung học phổ thông Lê Trực có 36 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, một học sinh đạt giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia. Phát biểu tại lễ khai giảng của trường Trung học phổ thông Lê Trực, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Bước sang năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban giám hiệu nhà trường tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29 của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua. Các em học sinh cần tích cực hưởng ứng các hoạt động theo chủ đề Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng cô và cháu trường mầm non Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016. Cùng đón sáng mùng 5 tháng 9, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Tuân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật mà thầy và trò trường Trung học phổ thông Minh Hóa gặt hái được trong năm học vừa qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm học mới 2015-2016, trường Trung học phổ thông Minh Hóa cần triển khai có hiệu quả cả chương trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Dịp này, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà tập thể thầy và trò trường Trung học cơ sở Yên Hóa và Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề Minh Hóa. Tại huyện Lệ Thủy, đồng chí Lê Hồng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Lệ Thủy. Là ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông Lệ Thủy là nơi chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Nhiều năm qua, nhà trường luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng dạy học của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng đạt 80%. Nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhiều giáo viên đạt giải cao trong các cuộc thi như dạy học theo chủ đề tích hợp cấp quốc gia và nữ giáo viên sáng tạo. Biểu dương những thành tích của thầy và trò trường Trung học phổ thông Lệ Thủy đạt được trong những năm học vừa qua, đồng chí Lê Hùng Phi đề nghị thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo dục đào tạo phát động, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học theo chiều sâu. Các thầy cô giáo tiếp tục nâng cao ý thức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Dịp này, đồng chí Lê Hồng Phi cũng đến thăm và chúc mừng trường mầm non Xuân Thủy. Năm học 2015-2016 này, nhà trường huy động gần 300 cháu với 9 lớp và 3 nhóm trẻ cộng đồng. Trong những năm qua, nhà trường đã chủ động nâng cao chất lượng dạy học. Nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhân dịp năm học mới, đồng chí Lê Hồng Phi mong muốn nhà trường nỗ lực hơn nữa trong công tác chăm sóc và giáo dục các mầm non tương lai. Tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Trần Công Thuật, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở số 1 Nam Lý và trường tiểu học số 2 Nam Lý. Năm học 2014-2015, trường Trung học cơ sở số 1 Nam Lý đã có nhiều nỗ lực trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao từ tất cả các mặt. Số lượng học sinh đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi tăng qua hàng năm. Năm học 2014-2015, nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu cấp trung học cơ sở toàn tỉnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Thuật đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Và mong muốn thầy và trò trường Trung học cơ sở số 1 Nam Lý tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục uy tín chất lượng. Đến thăm trường tiểu học số 2 Nam Lý nhân dịp lễ khai giảng năm học mới,
đồng chí Trần Công Thuật đã trò chuyện thân mật với đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường. Sau 4 năm sáp nhập với trường tiểu học số 1 Nam Lý, năm học 2015-2016, trường tiểu học số 2 Nam Lý được chia tách. Năm học này, trường có 10 lớp, đón nhận 285 học sinh trên địa bàn. Đồng chí Trần Công Thuật chia sẻ với những khó khăn trước mắt của nhà trường khi trở thành một cơ sở giáo dục độc lập. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng trong năm học 2015-2016, trường tiểu học số 2 Nam Lý sẽ nỗ lực dạy tốt học tốt, là địa chỉ giáo dục tin cậy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sáng nay tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chúc mừng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình và trường tiểu học Chu Văn An. Trải qua 24 năm hình thành và phát triển, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã không ngừng phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các em học sinh dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong năm học mới 2015-2016, tập thể cán bộ, thầy cô giáo và gần 400 em học sinh của nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, cùng với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình phấn đấu thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục, tập trung giảng dạy theo hướng phát triển năng lực cho học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Đến thăm và chúc mừng tập thể thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường tiểu học Chu Văn An, đồng chí Trần Tiến Dũng bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước những thành tích mà các trường đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các trường tiếp tục phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, góp phần vào sự nghiệp trong người. Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Bố Trạch. Trong năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Trần Phú đã đạt được nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học. Nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch tặng giấy khen cho công tác an ninh trật tự, công tác quốc phòng, công tác hội chữ thập đỏ. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng mong muốn trong năm học mới, nhà trường cần làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Mỗi học sinh tiếp nối truyền thống của nhà trường, thi đua học tốt, đóng góp tri thức xây dựng quê hương. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm trường trung học cơ sở Lưu Trọng Lư ở huyện Bố Trạch. Trong không khí náo nức của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay ngày 5 tháng 9, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian kế hoạch trong niềm vui hân hoan của học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo. Năm nay, theo tinh thần chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo, các trường đều tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nhưng cũng không kém phần trang trọng và ý nghĩa. Những hình ảnh mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây ghi lại cảm xúc và không khí của ngày khai giảng tại các trường trên địa bàn tỉnh. Với phương châm tổ chức ngày khai giảng còn nhẹ nhưng thật ý nghĩa, như tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị chú đáo, phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương tạo được không khí náo nức của ngày hội đến trường cho các em học sinh. Trong đó phần lễ gồm nghi thức chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới, phát biểu của lãnh đạo nhà trường, phát biểu cảm tưởng của học sinh và trao thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Một số trường còn có thêm chương trình văn nghệ dân vũ do các em học sinh tự biểu diễn. Với cách tổ chức như thế đã thực sự để lại không khí vui tươi phấn khởi cho các em học sinh trước năm học mới. Sau 3 tháng hè thì hôm nay là ngày khai giảng trường, em rất vui và hạnh phúc khi gặp lại thầy cô giáo và các bạn trong lớp. Mỗi lần đến ngày khai trường thì lòng em cảm thấy bồi hồi, xúc động, một chút mong chờ những lời nhận xét của thầy cô giáo dành cho chúng em trong năm học vừa qua. Hy vọng là em sẽ đạt được những kết quả cao trong việc học tập của mình. Mong các bạn của em cũng sẽ được học tập thật tốt và đạt được kết quả cao. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có hệ thống mạng lưới trường lớp được đầu tư kiên cố hiện đại với 588 trường và cơ sở giáo dục, bao gồm 179 trường và cơ sở giáo dục mầm non, 210 trường tiểu học và trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, 166 trường trung học cơ sở, 33 trường trung học phổ thông với trên 13.000 giáo viên đứng lớp, đáp ứng đủ nhu cầu học tập của trên 20 vạn học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Trong năm học 2014-2015, ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã hoàn thành cơ bản 18 trên 18 chỉ tiêu giáo dục, trong đó có 11 chỉ tiêu được công nhận hoàn thành xuất sắc. Có 16 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia của toàn tỉnh lên 284 trường. Đến nay, Quảng Bình đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.
Trong năm học này, Quảng Bình sẽ xây mới 46 phòng học, 80 nhà công vụ cho giáo viên, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường học, xây dựng các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa. Vừa qua, thì huyện đã huy động mọi nguồn lực và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Trong thời gian qua, thì trên địa bàn của huyện, cơ sở vật chất trường lớp học đã ngày càng được kiên cố hóa, và là đặc biệt là quan tâm đến các xã đặc biệt khó khăn, các xã vùng sâu vùng xa để là nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn. Năm học 2015-2016 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhưng là năm đầu tiên thực hiện những đổi mới cụ thể, trong đó duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tăng nhanh tỷ lệ huy động trẻ vào nhà trẻ, nhóm trẻ. Tập trung nhân rộng mô hình trường học mới Phần Nen ở bậc tiểu học, áp dụng có hiệu quả phương pháp dạy học, tiếng Việt, công nghệ cho học sinh lớp 1. Nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá học sinh của thầy cô giáo. Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy tích hợp và dạy phân hóa kiến thức ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. Áp dụng mô hình trường học mới vào trung học cơ sở. Đồng thời, trong năm học mới 2015-2016, toàn ngành sẽ tập trung điều chỉnh quy hoạch giáo dục theo quy hoạch đã được phê duyệt, giảm số lượng điểm trường, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, hoàn thành các quy định về thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường học theo hướng thân thiện và tiếp tục đổi mới công tác quản lý phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Tôi thì cũng như bao phụ huynh khác thôi, nói chung con em bước vào năm học mới lớp 1 thì là một cái năm mà gọi là rất là quan trọng đối với tầng lớp tiểu học. Nên tôi cũng hy vọng là nhà trường, các bậc thầy cô giáo và các anh chị là trong ngành giáo dục là có những cái đổi mới, những cái cải tiến để mà có thể là bậc tiểu học có thể tiếp thu được một cách là gọi là nhanh và nó đơn giản và nhẹ nhàng cho các em. Lễ khai giảng năm nay thì tôi đã cảm thấy là rất là vui mừng, với con của tôi là thấy là rất là nhiều ấn tượng trong lễ khai giảng của năm học năm nay. Nên tôi cũng hy vọng là các thầy cô giáo sẽ giúp đỡ cho các em để các em có những kết quả tốt trong năm học là đầu tiên cũng như là trong các bậc học tiếp theo của các em. Một năm học mới lại bắt đầu với biết bao cảm xúc, đó là niềm vui, sự hào hức, là sự hy vọng về một môi trường giáo dục ngày càng thân thiện và hiện đại, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương, đất nước. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Ninh tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Người dân hoang mang trước nạn kẻ xấu chặt phá cây cao su. Sáng nay ngày 5 tháng 9 tại thành phố Đồng Hới, Hội thi đua các ngành kinh tế kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai mạc hội thao giao lưu văn nghệ năm 2015. Tham gia hội thao giao lưu văn nghệ lần này có hơn 350 vận động viên, diễn viên đến từ 9 đơn vị trong khối thi đua các ngành kinh tế kỹ thuật tỉnh Quảng Bình. Trong 2 ngày thi đấu, các vận động viên sẽ cùng nhau đua tài trên sức ở các bộ môn như bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt. Cùng với việc tổ chức hội thao, khối thi đua các ngành kinh tế kỹ thuật còn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị trong khối. Hội thao không chỉ là dịp để cán bộ viên chức và người lao động được gặp gỡ giao lưu, mà còn là dịp để các vận động viên luyện tập thi đấu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện thể lực, đồng thời để các đơn vị trong khối phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và ban hành các chính sách ưu tiên khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nên huyện Quảng Ninh đã nâng cao tỷ trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế. Một trong những thành quả mà huyện Quảng Ninh tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất công nghiệp, phát huy tốt công suất các nhà máy hiện có ở khu công nghiệp Ảng Sơn, đưa nhà máy tinh bột sắn, nhà máy gạch Vĩnh Ninh và nhà máy may công nghiệp có dây chuyền thiết bị hiện đại vào sản xuất. Nhờ vậy, đã nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 900 tỷ đồng, tăng gần 230% so với năm 2010 và chiếm gần 29% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế. Cùng với việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, Quảng Ninh cũng đã mở rộng quy mô các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, như đầu tư các trang thiết bị hiện đại để nâng cao hơn nữa chất lượng các ngành nghề mộc mỹ nghệ, chổi đốt, đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống như khoai gieo, rượu võ xạ. Để đạt chỉ tiêu đến năm 2020, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 43% tỷ trọng cơ cấu kinh tế, huyện Quảng Ninh sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu làng nghề,
tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng và phát triển giai đoạn 2 nhà máy may công nghiệp, xúc tiến đầu tư nhà máy may và chế biến sợi ở Gia Ninh và tập trung để ổn định phát huy công suất các dự án hiện có, khuyến khích đầu tư mở rộng các ngành nghề mới và đẩy mạnh việc thực hiện đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2015-2020. Những năm qua, huyện Minh Hóa đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, của các chương trình dự án và huy động nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã đạt được 118 tiêu chí, nhưng để phấn đấu đạt được 171 tiêu chí theo kế hoạch đề ra trong năm 2015 thì Minh Hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015, Minh Hóa có 2 xã điểm là Hòa Phúc và Huy Hòa đạt xã nông thôn mới. Phấn đấu nâng từ 3 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí trong năm 2014 lên 10 xã. Nhưng trên thực tế, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Minh Hóa vẫn chưa đạt thêm tiêu chí nào, vẫn giữ nguyên 118 tiêu chí như năm 2014. Khó khăn của huyện Minh Hóa hiện nay là thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của huyện Minh Hóa đạt dưới 10 triệu đồng một người một năm. Bên cạnh đó, trên địa bàn có rất ít doanh nghiệp lớn sản xuất kinh doanh, nên khó có thể huy động nguồn vốn từ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay một số tiêu chí như cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, trường học, nhà ở, dân cư, hộ nghèo, môi trường, hầu hết các xã đều chưa đạt được. Thời gian qua, bên cạnh việc đưa các loại giống lúa có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch còn khuyến khích bà con nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Hiện tại xã Quảng Xuân có 8 máy gặt đập liên hoàn, 33 máy phay đất đảm bảo nhu cầu sản xuất cho bà con nông dân. Với diện tích đất sản xuất lúa hai vụ khoảng 251 ha, những năm gần đây nhờ chủ động được thời gian gieo trồng và thu hoạch nên xã Quảng Xuân đã nâng cao được năng suất cây trồng. Qua kết quả đánh giá thăm đồng, vụ hè thu này năng suất lúa của xã Quảng Xuân đạt khoảng 50 tạ trên 1 ha, tăng hơn so với mức bình quân chung của huyện 1 tạ 1 ha. Nhờ tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên đã đẩy nhanh được tiến độ, giảm được chi phí sản xuất, tăng năng suất và thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Trong những ngày qua, bà con nông dân xã Quảng Xuân đã và đang tích cực hoàn thành việc thu hoạch lúa hè thu nhằm tránh được mưa lũ có thể xảy ra. Thời gian tới, xã Quảng Xuân sẽ tiến hành công tác dồn điền đổi thừa, xây dựng cánh đồng lớn ở một số diện tích đất trồng lúa chuyên canh để thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thoát nghèo bền vững, nhiều hộ dân ở Minh Hóa đã chọn đầu tư trồng cây cao su để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ngoài những rủi ro do khí hậu khắc nghiệt gây ra, người trồng cao su ở huyện Minh Hóa rất hoang mang lo lắng vì nạn chặt phá cây cao su do một số kẻ xấu gây ra. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng ông Đinh Văn Bang vẫn chưa hết bức xúc khi hàng trăm cây cao su gần đến tuổi khai thác đã bị kẻ xấu chặt phá. Để đầu tư được vườn cao su như thế này, người dân phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng, nhưng nay đã bị trắng tay. Thấy cái cao su mà bị phá hoại như vậy là dân người ta cũng rất hoang mang, người ta không yên tâm bởi vì tôi thấy rằng là công tác an ninh của xã nói chung và ở đại biệt là cái thôn Tiền Hóa cũng rất phức tạp. Bởi vì bây giờ người dân người ta lo lắng là làm ra mà không bảo vệ được là dân người ta cũng không muốn làm. Lợi dụng vườn cao su xa nhà, đêm tối kẻ xấu đã ra tay một cách tàn bạo. Và trường hợp của nhà ông Bang không phải là duy nhất, mà trước đó trên địa bàn huyện Minh Hóa cũng từng xảy ra nhiều vụ tương tự. Riêng trong thời gian vừa qua thì cũng có một số hộ trồng thì cây cao su phát triển rất là tốt, nhưng mà cũng do kẻ xấu thì đã phá hoại một số cây cao su của các hộ gia đình. Thì trước cái tình trạng như vậy thì ủy ban thấy cũng đây là một cái vấn đề rất là khó khăn và nó hạn chế trong cái công tác để phát triển cây cao su của xã nhà. Thì từ lý do đó mà xã cũng đã triển khai cho các cái tổ chức trích cơ quan ban ngành có trách nhiệm để phải tăng cường công tác xử lý và ra soát và kiểm tra để xử lý tìm ra các đối tượng để xử lý theo pháp luật. Qua tìm hiểu được biết, đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra trên dưới 10 vụ chặt phá cây cao su, vụ ít cũng vài chục cây, vụ nhiều trên cả hecta. Hầu hết các cây cao su bị chặt phá thì không thể phục hồi được. Điều đáng nói là kẻ phạm pháp vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì vậy, trong thời gian tới, mong rằng cả cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt hơn để điều tra làm rõ các đối tượng, để đưa ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật, trả lại công bằng cho người bị hại và để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 9. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 35 độ. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 9, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 37 độ.